Xác định tầm quan trọng của luật dầu khí sửa đổi đối với sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam nói riêng, ngành dầu khí Việt Nam nói chung. Thời gian qua, Petro Việt Nam đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động để đóng góp thiết thực, hiệu quả vào quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo. Việc áp dụng luật dầu khí hiện nay đối với các doanh nghiệp trong nước, nhà thầu nước ngoài đều có những khó khăn khác nhau. Dẫn chứng như các thủ tục về đầu tư có rất nhiều vấn đề cần phải được bổ sung sửa đổi để phù hợp với thực tiễn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí. Ngoài ra, một số vấn đề được quy định trong luật dầu khí nhưng chưa đồng bộ, chồng chéo với các quy định pháp luật khác và một số vấn đề đang được quy định tại các văn bản dưới luật cần được quy định trong luật dầu khí để nâng cao hiệu lực thi hành và đảm bảo tính đồng bộ, tương thích với các luật khác có liên quan cũng được trao đổi, thảo luận, gửi ý kiến để tổ biên soạn của Bộ Công Thương xem xét tổng hợp ý kiến để đưa vào dự thảo hoặc có kiến nghị sửa đổi. Vừa qua, Bộ Công Thương có văn bản gửi các cơ quan bộ ngành, các đơn vị xin ý kiến đóng góp cho dự thảo luật dầu khí sửa đổi và dự thảo tờ trình chính phủ, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, mong muốn, khát vọng của người lao động dầu khí trong việc xây dựng tập đoàn phát triển bền vững, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm. Petro Việt Nam đã rất tích cực đề xuất, nghiên cứu, đánh giá cùng với các bộ ngành, đề xuất chính phủ và trình Quốc hội đưa vào chương trình sửa luật trong nhiệm kỳ khóa 15.